Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, ngày hôm nay chúng ta lại có một nhiệm vụ mới nha. Đó là dùng xe tăng và trung chuyển những chú khủng long này sang bên kia đầm lầy đấy các bạn ạ. Khu đầm lầy này có rất nhiều cá sấu và rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải nhờ tới xe tăng thì mới giải thoát được những chú cá sấu này đấy các bạn ạ. Nào, chúng ta bắt đầu. Đấy, các bạn thấy chưa? Xe tăng đang di chuyển xuống hồ nước rồi đấy. Đây 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 các bạn ơi, cẩn thận nha. Đấy, rất nguy hiểm các bạn ơi, hồi hộp quá đây thôi. Đấy, cẩn thận đây. Ui các bạn ơi, bị nghiêng đấy. Ui ui, nếu mà rớt xuống đây là xong luôn với cá sấu đấy các bạn ạ. Nào, nhanh lên. Ôi, lút hết xe rồi các bạn ơi. Chỉ còn ngoi lên là một cái nòng pháo thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Một đầm lầy rất là nguy hiểm đấy. Nào, nhanh lên. Ôi, thật là hồi hộp quá đi thôi. Nào, chúng ta phải nhanh lên một chút, bởi vì cá sấu nó không đuổi theo được đâu. Nào, ôi các bạn ơi, chúng ta thành công rồi. Đấy, một chú khủng long đã sang được bờ bên kia rồi đấy các bạn ạ. Ôi, thật là một chặng đường gian nan đấy các bạn ơi. Nào, đấy, một chú cá sấu đã được an toàn sang bên bờ rồi. Và tiếp theo chúng ta tiếp tục nhiệm vụ là trung chuyển tất cả những chú khủng long bên kia sang bờ bên này an toàn nhé các bạn. Đấy, một khu đầm lầy rất là nguy hiểm đấy các bạn. Thấy, các bạn thấy chưa? Xe tăng ngập hết rồi đấy. Ở khu này chỉ có xe tăng là chịu được thôi các bạn ạ. Ngoài ra tất cả các loại xe đều không thể đi được. Đây, một chú khủng long màu và chú khủng long cổ cao nữa. Và chúng ta cho chú khủng long màu này sặc sỡ này lên xe nào. Đấy, nào, ngồi lên nóc xe tăng đi. Chỗ này là an toàn thôi. Nào, chúng ta tiến hành. Và cái đoạn dốc này rất nguy hiểm nhá, chúng ta phải hết sức cẩn thận đấy. Các bạn thấy chưa? Thật là xe tăng thật là đa nhiệm đúng các bạn. Chức năng nào xe tăng cũng hoàn thành. Và lần này là nhiệm vụ đưa những chú khủng long thoát khỏi khu đầm lầy này. Đấy, ui giời, nghiêng đấy các bạn ạ, sợ quá đi thôi. Nhanh nào. Đấy các bạn ơi, đoạn này là sâu nhất đấy. Đấy, và khó khăn, rất khó khăn di chuyển đấy. Ngập một chút nữa là xong cái cá sấu đấy. Đấy các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Ngập hết rồi, trời ơi sao nguy hiểm thế. Cố gắng lên nào. Được rồi các bạn ơi, cuối cùng cũng thoát khỏi đoạn nguy hiểm nhất rồi. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Nhiệm vụ của ta rất khó khăn nhưng mà cũng vượt qua. Đây, đấy, chúng ta sang bờ bên này rồi các bạn ạ. Thật là thú vị. Hai chú khủng long đã được an toàn rồi các bạn ơi. Ui, thật là thú vị các bạn nhỉ. Các bạn cứ like và đăng ký cho kênh của mình, sẽ có nhiều chương trình rất là hay đấy các bạn ạ. Wow, hay quá.